Ngồi đợi bên ngoài cửa khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, anh Lưu Văn Công, 30 tuổi, quê ở Nam Định, liên tục nhỏ thuốc vào mắt sau nhiều giờ chịu hơi cay và khói. Vợ anh Công đang được các y bác sĩ tích cực điều trị, theo dõi. Anh Công là một trong những nạn nhân thoát chết sau cháy lớn chung cư mini ở ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khoảng 23 giờ 50 phút, vợ chồng anh chuẩn bị đi ngủ thì cả tòa nhà bỗng mất điện, kèm theo tiếng hô cháy lớn của mọi người. Anh chị vội mở cửa chạy xuống tầng 2 để thoát thân, nhưng khói và lửa lớn bắt đầu bùng lên dữ dội, chặn đường đi xuống. Những tiếng nổ lớn do cháy loạt xe máy ở tầng 1 phát ra liên tục. Quá sợ hãi, vợ chồng anh Công chạy lên ban công tầng 9, nhưng bị sức nóng kèm khói chặn đường. Không còn cách nào khác, vợ chồng anh chạy lại vào phòng, dùng các biện pháp tránh ngạt khói. Tận dụng hai bình nước loại 20 lít có sẵn trong nhà, anh Công cùng vợ lôi hết quần áo trong tủ thấm nước để che mũi miệng. Sau đó, hai vợ chồng anh trốn vào tủ quần áo, báo tin cho người thân cùng cứu hỏa đến giúp đỡ. Vài giờ đồng hồ trôi qua, lượng khói ngày một dày, ngạt khí khiến anh chị phải vùng chạy ra ngoài ban công, bật đèn điện thoại kêu cứu. Suốt 4 tiếng đồng hồ trong ngôi nhà cháy lớn, vợ chồng anh từng nghĩ đến kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Anh chị không ngờ may mắn lại đến với mình. Nằm trên giường bệnh, chị Xuân, vợ anh Công xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng chữa cháy đã cứu sống vợ chồng chị. Theo bác sĩ Vũ Việt Hà, khoa cấp cứu và hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh nhân đã tỉnh, thở oxy liều thấp, có thể ra viện trong vài ngày tới. Họ được làm xét nghiệm khí CO trong máu. Nếu khí CO tăng, đơn vị sẽ chuyển bệnh nhân đến trung tâm cao áp để thở oxy.